Dạ em xin chào tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị có một ngày mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái video là sẽ nói về sư cô ở Vũng Tàu. Thì sư cô coi như sáng sớm thì sư cô cũng đã lên và coi như cũng chờ để gặp thầy Minh Tuệ. Nhưng mà cuối cùng là thầy Minh Tuệ là sư cô không có gặp được thầy. Và sau đó thì em cũng thấy sư cô ngồi đó chia sẻ với YouTube. Thì ngồi đó chia sẻ với YouTube xong thì sau cái thời gian mà thầy khất thực đi buổi sáng, thầy quay trở lại. Thì hôm nay thì thầy vẫn đi khất thực, thì thầy đã quay trở lại trên núi để thầy tu tập. Nhưng mà các sư huynh đệ và các quý vị người dân thì đến đó thì cũng không gặp được thầy. Đồng thời thì ni cô đi từ ngoài Vũng Tàu đi lên đó thì cũng không gặp được. Ý nguyện của sư cô là muốn gặp thầy để mà coi như học hỏi cũng như là trao đổi với thầy, nhưng mà cũng không gặp được. Thì em thấy là buổi sáng sớm á, thì sư cô mặc chiếc áo màu nâu, coi như mặc y phục màu nâu. Nhưng mà đến bây giờ thì em cũng qua xem qua một cái đoạn video thì sư cô cũng được đi khất thực là chung với một người. Thì coi như cái người đó thì chắc khả năng là mới tiếp tục lại chuẩn bị lại khả năng là cũng đi theo con đường tu tập. Người đó người đàn ông ha. Thì em thấy sư cô là mặc y phục là dạng như là y phục mà gọi là mà nhiều màu đó. Sáng thì sư cô mặc chiếc áo màu nâu, nhưng mà đến bây giờ thì em thấy sư cô là đi cũng đi khất thực. Thì đi vào những cái nhà người dân trong xóm á, sư cô đi khất thực thì có được đồ ăn, thì người dân thì người ta cũng cúng dường cho sư cô. Rồi sau đó thì sư cô khoác chiếc áo y phục nhiều màu đó đi khất thực xong rồi về một cái điểm gọi là cũng gọi là giống như bãi đất trống á. Thì sau đó thì em cũng có thấy một cái người đàn ông đó cũng gọi là đi theo sư cô. Thì như thế nào đó thì em cũng chưa biết, nhưng mà em chỉ biết là coi như đi chung ha. Mới đi chung thì em thấy là sư cô khất thực xong thì về cái chỗ đó, về cái chỗ bãi đất trống gốc cây á, để ngồi đó để dường như ăn thọ thực đó ha. Thì lại cởi chiếc áo y phục nhiều màu ra, thì lại mặc lại chiếc y màu nâu ha. Thì hiện tại thì sư cô cũng vẫn chưa về. Thời hồi sáng thì em cũng có nói rằng là khả năng là nếu mà tình hình mà sư cô đi ra mà gặp thầy thì chắc có lẽ là không gặp được. Thì cũng hy vọng là sư cô ấy đi về cái địa phương của sư cô để mà tu tập. Chứ còn ở đây thì em thấy là không ổn ha. Không ổn. Với lại kể cả là sư cô có tay y phục đi chăng nữa, có mặc y phục áo nâu, nhưng mà em cũng cảm thấy là nó cũng không được an toàn. À, biết là sư cô đi mặc y phục để đi khất thực thôi. Rồi khi quay về vị trí cũ thì sư cô lại không mặc áo y phục mà nhiều màu đó, lại mặc áo nâu bình thường là không có gì cả. Nhưng mà nếu mà cái tình hình mà nếu mà cứ kéo dài như vậy thì em thấy cũng không ổn. Thì em thấy cũng không ổn, bởi vì sư cô đi thì lại có YouTube nó đi nó quay ha. Hiện tại thì em cũng thấy mấy kênh là đi quay, mấy kênh là đi theo nó quay ha. Thế cho nên là thấy nó cũng nói chung là cũng giống như là sư cô, cũng giống như là mấy cái sư gọi là tịnh độ với mấy sư mới đó, mấy sư mới ra đó là coi như cũng coi như tập trung ở cái khu vực núi Sạm á. Thì em thấy nếu mà cứ kéo dài như này thấy cũng không ổn đâu quý vị ạ. Còn Nico đó thì nếu như mà có đi khất thực chung với một người gọi là người đó giống như kiểu là cũng dạng như mới đi tu hay sao á, cũng lại mới đi đó. Người đàn ông đó cũng khoảng ngoài cỡ 50, cỡ ngoài 50 đó. Thì em thấy đi chung, nhưng mà em chưa thấy nói cái gì hết, nhưng mà hiện tại thì em thấy đi chung. Thì em nghĩ rằng là người đó chắc cũng khả năng là cũng đi theo đi tu theo, giống như là đi cùng đó. Nhưng mà gọi là mới đó quý vị đó. Nhưng mà do là lúc giờ là cái người đàn ông đó là dạng như chia sẻ với YouTube mà nó nhỏ quá, nói em
nói em không 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 nghe rõ luôn đó quý vị đó. Nhưng mà em chỉ biết là gọi là đi chung đi, thì cái vấn đề đó là gọi là đi tụ tập á, cái đó gọi là đi tụ tập thì nó cũng không không ấy lắm nha, gọi là thấy em thấy không được an toàn lắm quý vị. Thế em mời quý vị nghe xem cái người đàn ông nói cái gì, mà nói chung là nó nhỏ lắm, em nghe không có được rõ lắm đó quý vị. Đó, nên là chia sẻ nhỏ quá nghe không rõ quý vị. Này, Nico di rời về một cái gốc cây. Này. Cô tới nhà nó rất thật mọi người. Anh đó cũng rất là mừng luôn. Mừng rỡ luôn vì cô đã tới nhà anh đó rất thật á. Giờ anh cảm thấy rất là mừng rỡ. Rất là cô tới tới rất thật. Bây giờ anh đó đang theo cô. Trong cái đoạn đường như vô thật mọi người. À, là có nghĩa là cái anh này á là coi như là đi phụ, giống như là đi theo Nico để đi khất thực á, chứ không phải là anh này đi tu nha quý vị. À, cái này là em cũng đính chính lại là anh này là gọi là đi theo, gọi là cái bước đường để Nico ở đang còn ở ngoài Nha Trang á, là để đi khất thực á. Thì cái đó thì xem kéo dài thời gian như thế nào, Nico xem là tình trạng là Nico là có tiếp tục là có còn ở đó coi như là tu tập hay không, hay là tiếp tục xem là Nico có chờ đợi thầy Minh để gặp thầy Minh Tuệ hay không ha. Và để xem thời gian sẽ như thế nào, Nico có đi duy trì là ở lại một vài ngày đi kết thực, cũng như là coi như là Nico dám duy trì như thế nào, cô coi như là sẽ gặp thầy Minh Tuệ rồi mới về, hay là Nico chỉ có đến vài ngày Nico đi về, nhưng mà để xem tình hình như thế nào, xem Nico có dám kiên trì chờ đợi để mà gặp được thầy Minh Tuệ hay không, hay là lý do hay là mục đích như thế nào mà Nico sẽ ở đó, hay ra sẽ ra sao như thế nào thì em sẽ tiếp tục. Chứ còn hiện tại là em cũng vẫn thấy là Nico là vẫn chưa có về Vũng Tàu, vẫn đang tình trạng là vẫn ở núi Sạn và vẫn tiếp tục đi khất thực để về một cái gốc cây để mà coi như là coi như một cái nơi giống như là tu tập đó, chứ còn cũng chưa biết là tình hình ra sao, nay mai là có về lại Vũng Tàu hay không, hay là tiếp tục là vẫn chờ đợi và có hành trình khất thực hay là ở lại núi Sạn trên ở Nha Trang hay không. Thời gian sẽ làm cho Nico là có thay đổi, có khả năng là nhiều khi Nico lại thay đổi cái suy nghĩ, khả năng là Nico thấy các sư thầy kia là ở lại là tu tập ở núi Tràm, là nhiều khi Nico cũng lại thay đổi là ở lại thì sao, nhiều khi lại thay đổi cái lúc đầu thì có thể là nghĩ đến gặp thầy 15-20 phút một lúc nào đó để coi như là học hỏi về thầy. À, rồi sau đó đi về Vũng Tàu, nhưng mà nhiều khi là Nico lại ở đó một vài ngày là nhiều khi lại thay đổi ý kiến thì sao, lại ở đó tu tập ở trên núi Tràm thì sao, cũng lại tiếp tục hành trình đi khất thực, là nhiều khi sư cô lại nhiều khi không quay về Vũng Tàu nữa thì sao, cũng đó cũng không biết ha quý vị ha. Nhưng mà để xem tình hình như nào, chứ còn cái vấn đề mà sư cô thì cũng không có khoác chiếc y mà nhiều màu, thì cũng không có đi tới đi lui trên đường, coi như cũng đảm bảo về cái vấn đề mà coi như là này kia kia nọ với những coi như là
những cái vấn đề mà coi như sư cô đã từng được mời lên uống nước trà ha. À, thì sư cô coi như chắc có lẽ là cũng có kinh nghiệm và sẽ mặc những cái y phục khi mà ở đến một cái nơi tu tập. À, sư cô không có đi khất thực á, ngoài thời gian khất thực thì ni cô chắc chắn là sẽ lại mặc quần áo bình thường, vì em thấy các cái sư huynh đệ kia là cũng em cũng có nghe mấy cái YouTube cái nói là đi tới đi lui là phải mặc quần áo bình thường, chứ không dạng chẳng hạn như mặc cái chiếc áo màu xám, y phục màu xám, chứ không có mặc chiếc y màu nhiều màu ha. Thì em thấy là mấy cái sư tịnh độ cũng vậy luôn, cũng thấy ngoài cái những cái lúc mà đi cất thực xong thì cũng thấy trở lại trang phục bình thường ha. Để xem tình hình ni cô có tiếp tục gặp các cái sư huynh đệ đó hay không, hay là khả năng lại gặp các sư huynh đệ đó, nhiều khi lại nhiều khi không gặp được sư Minh Tuệ nhưng mà lại gặp mấy cái sư huynh đệ đó là nhiều khi cùng lại cùng tu tập thì sao ha. Xem sắp tới đây là các cái bên cơ quan chức năng là người ta có tìm đến các sư huynh đệ hay không, hay là cũng có tìm đến ni cô hay không ha. Để xem em theo dõi xem từng ngày từng giờ, nếu mà có cái gì mà thấy em thấy có cái gì mà thấy thấy mới nhất thì em sẽ tiếp tục lại lên thông tin cho quý vị xem. Thì em cũng qua đây em cũng chia sẻ về vấn đề ni cô đi cất thực ha, và vẫn tình hình là ni cô vẫn tiếp tục ở lại trên núi trên cái đó không phải là núi Trạng mà gọi là cũng nằm trong cái khu vực chân núi thôi, dòng dòng ở chỗ cái khu vực chỗ thầy tu tập thôi, chứ còn ni cô với các sư huynh đệ thì chắc chắn là sẽ không đi vào trong cái lối mà các cái cảnh sát khu vực với coi như là cảnh sát cơ động đang lập chốt. Chắc chắn là ni cô với các sư huynh đệ sẽ không đi vào được lối đó, và khả năng là tu tập ở bên phía ngoài ha. Ở đó thì nói chung hầu như là cây cối đồi núi thì cũng khá nhiều, nếu mà không ở chỗ khu vực này thì cũng ở khu vực khác, nhưng mà nó cũng vòng vòng ở chỗ đó thôi ha. Để em xem mà ni cô có gặp mấy cái sư huynh đệ hay không ha, để xem diễn biến sẽ như thế nào, rồi sư cô có về lại Vũng Tàu hay không, rồi em sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất cho quý vị xem ha. Em xin kết thúc video, xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video kế tiếp, em sẽ tiếp tục đem những cái thông tin mới nhất cho quý vị. À, quý vị nhớ cho anh Ngựa xin một lượt đăng ký kênh cũng như một lượt nhấn nút like, và mọi ý kiến bình luận về sư cô quý vị có thể để bên dưới em sẽ ghi nhận. Em xin chân thành cảm ơn quý vị nhá, xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã theo dõi video của em, xin cảm ơn quý vị.